Xin chào các anh em, tay cầm nào chơi game cho PC ổn định, giá cả phải chăng? Hôm nay mình sẽ giới thiệu tay cầm Gamesir T4 với nhiều tính năng rất là hấp dẫn. Anh em xem video nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Thì hãng Gamesir này nó có rất là nhiều giải pháp hay sản xuất nhiều mẫu tay cầm hoặc là bàn phím cơ dành cho phần smartphone. Nó chơi được các tựa game như là PUBG, Liên Quân ở trên điện thoại đó. Thì lần này Gamesir nó giới thiệu một tay cầm mới dành riêng cho PC, đó chính là Gamesir T4. Thì mình cũng có ở đây để mình thử, mình test thử coi nó có hay hay không để giới thiệu đến các anh em. Thì tay nó có thiết kế khá là giống với lại tay cầm Nintendo Switch Pro. Đây nó có các đèn LED ở đây, thì đèn sau nó còn có thêm 4 nút mình có thể tùy chỉnh. Tay nó có cổng kết nối là Type-C. Đi kèm theo trong hộp nó có một sợi cáp Type-C và một cái USB. USB này để kết nối không dây. Thì chi tiết một xíu thì tay cầm này thiết kế thì các bạn nhìn, nếu các bạn chơi tay cầm nhiều thì nó nhìn rất là giống với tay cầm Nintendo Switch Pro. Ở đây nó có các đèn LED, hai cò được thiết kế bấm rất là ổn, độ nảy tốt. Nó còn có kết nối Type-C, hai analog. Điểm nổi bật là ở đèn sau nó có thêm là 4 nút để mình tùy chỉnh thêm là các nút mình cần. Cảm giác ấn rất là ổn định, độ nảy tốt. Cầm nắm cũng rất là tốt vì nó giống với thiết kế của tay Nintendo Switch Pro. Một cái tay được đánh giá rất là cao ấy. Bây giờ mình sẽ kết nối thử với PC. Thì cách kết nối đơn giản nhất là sử dụng cổng cáp Type-C của nó cho kèm theo. Rất là đơn giản, mình chỉ cần cắm vào máy và cắm vào tay là nó sẽ tự động nhận luôn. Đây, nó đã nhận kết nối tay rồi. Không hề cần cài đặt driver hay là setup một cái gì hết, cắm là nó sẽ chạy được ngay lập tức. Mình sẽ thử một số tựa game. Trên PC thì tay này nó sẽ có rung nha anh em. Còn một cách kết nối là kết nối không dây. Thì kết nối này cũng rất là đơn giản luôn, mình sử dụng cái USB mà hãng cho kèm theo, cắm vào máy tính. Bật tay cầm bằng cách bấm nút này là nó sẽ nhận luôn, không có cần phải cài đặt bất cứ một cái gì phức tạp hết. Full chức năng, rung là cái gì nó có đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ test thử một số game. Thì tay cầm Gamesir T4 kết nối khá là đơn giản, mình chỉ cần cắm và chạy thôi, không có cần phải cài đặt gì hết. Nó còn lại được tích hợp pin ở bên trong. Và cái kết nối đây là kết nối wireless, tức là không có cần bắt buộc máy tính các anh em phải có Bluetooth như là tay cầm PlayStation hay là tay cầm Xbox.
Và một điều đặc biệt nữa là tay cầm Gamer T4 này có thể kết nối với Nintendo Switch. Kết nối cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần cắm cái USB mà kèm theo vào trong máy. Đây, khi đó đèn nó sẽ chớp nháy mà mình bật cái tay cầm T4 lên, đèn nó đứng lại là kết nối nó đã nhận được rồi. Đây, mọi nút hoạt động bình thường. Nếu anh em cắm vào dock SIM thì cũng rất là đơn giản thôi, các anh cắm USB vào cổng thì đèn kết nối nó sẽ nhấp nháy đây. Khi đó mình ấn cái nút nguồn trên tay cầm. Đây, khi đèn nó đứng lại là đã hoàn toàn nhận kết nối rồi. Mình sẽ thử trên một số tựa game coi tay cầm nó có hoạt động tốt hay không. Thì cảm giác ấn rất là tốt, phản hồi nhạy. Một điểm đáng tiếc là khi kết nối với Switch thì tay cầm T4 nó không có rung và phần motion nó sẽ không hoạt động do cái tay cầm này không có cái cảm biến motion. Với mức giá khoảng 900 ngàn thì cái cầm Gamer T4 mình thấy rất là hợp lý. Tay cầm có cái build và cái độ cầm nắm và cái nút ấn rất là ổn định. Thì sản phẩm đang được bán tại proshop.vn. Anh em tham khảo thử qua đường dẫn mình để bên dưới video. Xem clip nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn các anh em.